Mới đây, một số hộ dân ở ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện ra một vụ việc nghi là gạo giả. Khi mà người dân nấu cơm thì thấy có mùi lạ, thử đem gạo ngâm thì gạo không nở như là gạo bình thường. Những hình ảnh do người dân chụp lại bằng điện thoại cho thấy loại gạo khi nấu lên có biểu hiện lạ nên đã không dám ăn. Một người dân tại xã Hòa An cho biết đã mua số gạo này ở một cửa hàng gạo trong xã với giá là 12.000 đồng một kg. Khi nấu cơm phát hiện có mùi lạ, thử đem gạo ngâm thì thấy gạo không nở như gạo thường. Lấy chảo rang thử một số gạo này thì phát hiện gạo vón lại từng cục, chuyển màu đen, dính chảo và có mùi hắc. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài thì hầu như không ai có thể phân biệt giữa các loại gạo với nhau. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều hộ dân xung quanh và dấy lên nỗi lo lắng rất lớn về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Một số người dân đã cùng lúc đem rang hai chảo gạo thường và gạo nghi là gạo giả. Sau khoảng 2 phút, cả hai loại gạo bắt đầu chuyển màu. Trong khi đó, gạo nghi giả đã nhanh chóng chuyển màu màu đen và bốc khói dữ dội. Sau khi ngưng lửa, gạo thường chỉ chuyển thành màu nâu đen và vẫn còn nguyên hạt. Nhưng gạo nghi giả thì đã vón cục và tạo hỗn hợp có mùi chưa rõ là chất gì.